Hôm nay ba đi gặp các bác có vui không ạ? Vui có, buồn cũng có. Ủa, sao vậy ba? Vui là được gặp những đồng đội đã từng chiến đấu ở chiến trường xưa. Còn buồn là những người đã ngã xuống. Ba, con hiểu vết thương lòng trong ba, nhưng con mong ba sống vui vẻ, coi như là sống thay phần đời của những anh hùng đã hy sinh ba. Ba, cũng chưa rồi, để con đưa ba về nghỉ ngơi ạ. Ê, thành công kìa mày. Từ lúc làm chủ á, nhìn bảnh quá ha. Bảnh gì mày ơi, mấy thằng ở rễ bám mấy đàn bà mà. Tụi bay nói gì vậy? Ba, thôi bỏ đi ba. Con rể ông ở rể thì tôi nói nó ở rể. Nó nhục quá không dám lên tiếng, ông lên tiếng giùm nó hả? Tụi bay! Ba cứ bình tĩnh nha. Tụi bay đi chỗ khác đi. Ba tao bị bệnh tim ấy. Nếu có lỡ mạnh hệ gì thì ai chịu trách nhiệm? Thôi đi ơi, mày chọc trước đi. Chứ ba mà lần lặn thì tụi nó không yên với ba đâu. Ba, thấy ba thương và bảo vệ con như vậy là con vui rồi. Bọn họ ganh tị với con ấy ạ. Ba cứ kệ họ đi, quan trọng là mình sống có tử tế hay không thôi ạ. Đúng là ba không chọn lầm con rể. Ba.